Đây, chúng ta bắt đầu làm đất để chiết nhé. Đất để chiết thì lấy sủi lên. Đây là gồm có rơm khô cắt nhỏ ra. Đấy, xong rồi với cả đất. Mình không có đất vườn, mình không có đất bãi mình lấy được vườn. Đấy. Trộn cho nó nhão nhão một tí nữa nó đấy là vừa. Nữa nó quện vào là vừa. Chúng ta có nhiều rơm thì đó, sau này nó càng có cái độ tơi xốp, rơm mục tơi xốp thì càng nó càng dễ nhanh nhà dễ. Còn chưa có rất nhiều cách chiết. người ta chiết bằng cái rễ bèo tây phơi khô xong rồi cho ẩm ẩm vào là được. Nên cái thứ hai nữa là đất mùn sơ dừa cũng được. Thế còn mình đây là đất với cả rơm khô. Đấy. Cái này là tỷ lệ của mình là rơm khô rất là hợp lý. Cái này cái rơm này nó cũng vừa bám vào cái cành chiết mà nó lại vừa có cái sau này nó mục. Vài hôm nó mục, thế là cái rễ nó mới đâm vào. Nó mọc vào nó mới tốt. Ra rễ nhanh. Người thấy chưa? Đây, quay xa này. Quay xa xem này. Đó, thấy chưa? Quện mà như nhau luôn. Mọi người xem video nhớ bấm kênh ủng hộ mình nhá. Cảm ơn rất nhiều mọi người đấy. Để mình tiếp tục phát các cái video, hôm nào cái video này nó ra rễ thì mình sẽ tiếp tục phát. Đây là cái cành cây hồng nhá, cây hồng nhung. Hồng nhung quê, hồng nhung ta. Đây, cây rất to cao nhá. Đấy, hoa của nó đây mọi người. Hoa nó rất là thơm luôn. Mình sau khi mình đã chiết cái cành hồng này được, mình đã chiết cành nhung này được hơn một tháng thì khả năng là hôm nay nó ra rễ rồi. Mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắt để trồng đây nhé.
Đó. Cảnh này rất là đẹp. Cái gốc nó ở đâu? Xem cảnh đẹp không nha. Mình sẽ mang lên để tiến hành nhé, mang lên tiến hành cho mọi người xem, mọi người xem rễ nó đã mọc được nhiều chưa nhé. Thấy nhá, thấy không? Cảnh đẹp không? Đấy, chỉ tháo bầu thôi nè. Úi giời. Này để hơn một tháng là bị rễ bị quá đà rồi mọi người này. Đấy nhìn nhá, rễ. Rễ đây. Rễ của nó đây này mọi người này. Rễ này là khả năng hơi bị quá rồi. Đấy. Rễ này hơi bị già quá rồi. Nên phải trồng ngay. Đấy. Nên phải tiến hành trồng ngay thôi. Đấy thôi mình bọc vào nhé. Bọc vào để gọn đây. Đây. Cho mọi người xem này. Đấy, cảnh đẹp không? Hoa nó này. Đấy. Chào mọi người nhá. Đây này, mình vừa đi cắt ba cành hồng, mình chiết được hơn một tháng này. Đó. Cành hồng rất to, mọi người nhìn thấy cái cán, cái kéo kia không, cái kìm cắt kia. Đấy, nó to như cái kìm cắt luôn. Đây nhá, mọi người nhìn dễ này. Đấy, thấy chưa? Thấy dễ chưa? Dễ đen xì à. Khả năng là mình cắt này là hơi dài. Nhưng thôi thế là đẹp rồi. À. Giờ mình sẽ dựng nó ra cho mọi người xem nhá. Dựng cái cây lên xem cho mọi người xem nó cao thế nào. Rồi. Cảnh cao chưa? Mình hiện tại là mình cao 1m75 nhá. Cái ngọn này cao 1m75. Tí nữa trồng xuống là cắt gọn hết này. Đấy, thân đẹp. Đây nhá. Đây bầu. Bầu rất nhiều rễ nhá mọi người nhá. Rễ rất là nhiều luôn. Alo. Đúng rồi ạ. Sao em nhỉ? Không, bọn anh chỉ có tàu ngủ đêm thôi em ạ. Em không bán, không có tàu tiếng đâu. Tàu tiếng thì em cứ ra cảng Tuần Châu là lúc nào nó có đầy. Không, nó như xe buýt. Nhá. Đây nhá. Mọi người thấy thân gốc đẹp không? Đấy. Đấy, tuyệt vời nhá. Đấy cái thân này. Thân này là cao 1m7. Đứng cẩn thận nhá. Đấy nhá, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ bóc bầu nhá. Bầu xem nó có dễ không nhá. Dễ này. Đây. Dễ hơi ít. Đây, dễ hơi ít. Đấy, đây. À, dễ hơi bị già.
Đây rễ đây nhá cả nhà nhá. Đây rễ nhá. Rễ hơi bị già. Rễ hơi bị già mọi người. Thấy không? Mọi người thấy chưa? Đây nhá. Đây, rễ là đây này. Đấy. Ok, thế này là trồng sống rồi. Đây này rễ này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Thế này là trồng sống, không sao cả. Đấy. Thấy không? Mọi người nhìn cây này đã, đấy nhá. Cho xem đấy. Cây này hiện tại đây. Hiện tại đang cao mình cao cao 1m75. Chết nặng. Tại 1m75. Chúng ta sau khi trồng thì sẽ cắt bằng hết đây. Để một ít lá thôi. Để cho nó phần bầm. Cây này là tương lai là sẽ thành một cái cây chi đẹp luôn. Đấy, thân này thân chi lên tuyệt vời luôn. Mọi người nhớ là để nhẹ nhàng nhé, để nhẹ nhàng dễ nhờ. Đây cái con cành này cành này này có hoa này, có hoa đẹp không đấy, lúc cắt vẫn có hoa nhé. Ở đây có hoa đây, dễ nhá. Đây dễ nhá, mọi người nhìn dễ nó đây này. Đấy, này dâm mà để mà ra được dễ như thế này là khó lắm. Dễ nó tốt như thế này. Đây này, chiết. Đấy, chiết mà đất như thế này mà dễ như thế này, mà nó ra được như thế này thôi mọi người. Đấy, như thế này là thành công. Như thế này là trồng là sống rồi nhá. Trồng sống thoải mái luôn. Đấy, người tuyệt vời chưa. Mọi người xem video clip này nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Cây ủng hộ. Nữa sau cầm lại sát. Không cần cái sát con cứ nhìn nó chỉnh thôi. Nó bố lên cao hơn xuống dưới. Đấy nhá. Mình tiếp tục là đến cái này. Bóc cái thân này. Đấy, bắt đầu tiếp tục cởi bầu. Không cứ cho toàn cảnh ấy. Đấy, cởi bầu xem là nó có dễ không. Cành này cũng là một cái cành đẹp luôn. Cành đẹp, chi đẹp luôn. Xem nào. Đây nhá, đây nhá, mọi người thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Này, nó nứt thân ra này. Đây, nó toạc cái chỗ này ra để nó ra rễ này. Đấy, thấy không? Đấy, tiếp tục được một cành nữa có rễ nhá. Đấy, tuyệt vời luôn. Bây giờ là đến công đoạn mình trồng hồng nhá. Đấy. Đây, cành hồng sau khi mình cắt vào nhé. Cắt vào mình cắt vợi bỏ hết lá và bỏ hết cái cành đi. Đấy. Đây, cái bầu này như thế này. Bầu đây, rễ đây. Đấy, rễ nhá. Mình vợi bớt lá đi. Cắt vợi bớt lá đi. Xong mình đào hố đây. Đào hố đây nhá. Mình tiến hành trồng. Đào hố thì trước khi mình đào hố sâu nhưng mà xong mình đổ đất. Cái đất của mình thì để trồng thì nó có bao gồm mấy thành phần đây. Đây là xe rùa đất này. Thứ nhất là đất thịt này. Cái thứ hai nữa là cái đất mà nó kiểu như xỉ than ấy. Tức là đây mình đốt vườn mà, đốt vườn này này. Đốt vườn thì nó cái đất nó tạo thành cái xỉ kiểu như này. Cái đất này rất là tốt. Tốt không phải là do chất mà nó ra thoát nước. Nó thoát nước tốt thì nó sẽ làm cho bộ rễ của hoa hồng nó sẽ khỏe. Cái nữa là mình trộn trấu. Đây, trấu và một ít phân gà hoai mục. Ngay lúc ban đầu trồng mới trồng này thì cái bộ rễ nó còn yếu cho nên không cho nhiều phân, phải cho phân nhiều phân và nó sẽ nóng. Nóng sẽ làm cây hoa hồng bộ rễ nó sẽ hỏng. Thế bây giờ mình cho một ít thôi đây này. Đây phân gà hoai mục này nhá. Đấy, phân gà hoai mục và trấu, chủ yếu là trấu. Nhiều trấu, tỷ lệ nó phải 40, 30, 40, 50 trấu.
Bây giờ mình đào hố xong rồi mình cho cái đất phân vào rồi. Đó. Đất phân vào rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đây đây bầu chiết đây nhá, dễ này. Đấy, giờ mình sẽ tiến hành trồng. Đấy, dưới này đã có một lớp đất trộn với chấu rồi. Đấy, cũng không nên trồng sâu quá, mình trồng nông thôi. Đấy, đây. Đấy. Xong mình vun những cái đất đất mềm vào. Đấy, xong rồi. Xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thì xúc cho đổ đầy đất vào. Đầy đất nha. Được chưa? Xúc đổ đầy đất. Đấy, thấy chưa? Đấy đất rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ bơm nước vào. Bơm nước vào cho nó. Ở đây nhé các bạn nhé. Mình sẽ tưới lần đầu là tưới thật võng luôn, tưới thật đậm, võng luôn để đất nước các thứ nó hòa quyện với nhau và nó kín hết các cái khe kẽ. Đấy. Để bộ rễ nó phát triển. Này đảm bảo là sang tuần là nó có thể mọc mầm luôn. Đấy nhá, thấy không, cứ thật võng, võng đầy đầy sao cho nó lắng nhá. Đấy xong,